ơi, chào tất cả các bạn của kênh Để Mình Tập Lục nha. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn một xíu hình ảnh về mấy cái máy sấy nè các bạn. Đó, khi mà lắp máy sấy dù 4-5 cái á, thì các bạn phải nhớ một điều là những cái đường thoát hơi của cái máy sấy á, đó, chúng ta lắp ở đằng sau máy. Đó, rồi sau đó chúng ta đưa ra đường thoát ở bên ngoài, thì chúng ta vận dụng cái ống gen, cái ống thoát hơi trong cái mỗi máy sấy đều có hết. Đó, chúng ta sử dụng cái này đi, hoặc là nếu chúng ta không thích, chúng ta có thể sử dụng ống bình minh và chúng ta chế cái chỗ này lại ha, chúng ta làm cái co cho nó giảm cái đường kính lại, sau đó chúng ta đưa qua ống bình minh. Tuy nhiên cái vấn đề mình muốn nói ở đây ở chỗ là mình thấy một số bạn hay đấu những cái đường thoát hơi của cái máy sấy đi chung vào một ống và sau đó thổi ra ngoài, thì cái việc này là về lý thuyết là không đúng. Nó không đúng ở góc độ nào, tức là về kỹ thuật thì nó không có vấn đề, chúng ta có quyền đấu 2-3-4 ống thoát hơi của máy lẻ đi vào trong một cái đường ống lớn. Tuy nhiên là về lý thuyết á, các bạn biết rồi, chúng ta không nên đấu những cái máy sấy vào chung một cái đường ống đó. Chúng ta cứ cho những cái máy sấy đi từng ống rời, chẳng hạn như ở đây là 3 máy 4 máy nè, các bạn thấy không, mỗi một cái đường thoát hơi của máy sấy là một cái ống rời và sau đó nó đi ra ngoài cái đường thoát ra bên ngoài đó. Ở đây các bạn thấy là có 4 cái ống đúng không, một cái máy lớn và 3 cái máy nhỏ chồng 4 cái ống bình minh lên với nhau đó. Nếu như chúng ta có khoảng trống ở bên ngoài, chúng ta thổi ra một cái sân hay một cái khoảng không đó là không có vấn đề gì. Còn nếu như chúng ta bị vướng tường không thể khoan hoặc là không thể luồn ống được, thì buộc lòng có thể là có một số người đó là có thể là 4 cái đi rời, nhưng cái cuối cùng tới cái đường thoát á thì đấu vô trong một cái ống chính ở bên ngoài, sau đó dùng cái quạt hút để hút ra. Thì chúng ta phải làm theo cách đó thì quần áo chúng ta sấy nó sẽ nhanh khô hơn. Thì các bạn biết rồi, những cái hơi nóng và hơi ẩm của cái máy này nó sẽ luồn từ máy này qua máy kia. Nếu như chúng ta đem đấu những cái đường này chung ngay từ thời điểm ban đầu, tức là làm gì, làm 4 cái máy này 4 cái đường ống rời phải chạy ra tới góc cuối rồi sau đó đi ra luôn, hoặc là tới đó mới hòa vào trong một cái ống riêng rồi dùng quạt hút hút ra, nếu như chúng ta bị bó buộc về cái lỗ thoát hơi. Nếu như các bạn không lưu ý mà các bạn đấu 4-5 cái máy sấy vào một cái ống chính ngay sau lưng máy trước khi thoát ra ngoài, thì những cái hơi nóng á, hơi ẩm á, từ cái máy này nó sẽ luồn qua những cái máy còn lại. Cho nên có nhiều bạn thắc mắc là ủa tại sao em sấy quần áo cũng 90 phút nhưng mà chẳng hạn như em mở một máy thì nó khô, nhưng em mở 2-3-4 máy cùng sấy một lúc là máy nó bị ẩm. Và đặc biệt trên cánh cửa này chúng ta thấy những cái hơi nước nó cứ động lại hoài, là vì lý do là cái ví dụ 2 máy này đã sấy xong đi, tới cái máy này nó sấy mà chúng ta chưa có kịp lấy quần áo từ 2 máy bên đây đi ra, thì cái hơi ẩm của cái máy này nó sẽ luồn theo cái ống và đã đi lên cái buồng sấy của 2 cái máy này đó. Nếu như chúng ta đấu chung với nhau ở một cái đường ống cái ở đằng sau lưng mấy cái máy sấy này, thành ra các bạn phải hết sức lưu ý cái này ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha, xin chào và xin hẹn gặp lại.